gì mà. Chào tất cả mọi người, thì hôm nay thì cũng là một cái clip anh em đi lắp đặt. Hiện tại thì hôm nay thì cũng may mắn lắp đặt gần công ty mọi người, mình lắp bên quận 8 á, từ đấy từ đó qua đây đâu đó cũng chỉ có là 2 cây số thôi. Thì combo hôm nay mình lắp 2 trụ bô L1 số 8. Đối với không gian này tổng diện tích đâu đó khoảng tầm là 50m² mọi người ha. Nhưng mà từ cái vị trí mà khách ngồi cho tới vị trí loa thì đâu đó cũng chỉ tầm 3m. Nói chung là đối với một combo như thế này lắp trong không gian như vậy thì khá là ok, thoải mái là mọi người, về cái áp lực âm thanh thì khá là lớn luôn mọi người. Đó. Mình sẽ tổng quan qua một chút về cái combo mà mình lắp để cho mọi người chúng ta cũng tham khảo ha. Đối với hệ thống máy thì mình cũng hay, bên mình thường xuyên phối ghép dòng KX-JBL này mọi người ha. Dòng JBL KX-180A. Còn Micro thì mình cũng phối ghép Micro cũng 6X599. Đó, đây là những cái món đồ thông dụng mà bên mình hay đi phối ghép cho những cái dòng bô hoặc như dòng Electro Void này kia. Bởi vì là mình cũng đã test qua cái chất âm và cái tham số nó phù hợp với nhau, cho nên là bên mình cũng thường xuyên là phối ghép cho những cái dòng như thế này, nó rất là tối ưu. Thì bây giờ thì mình sẽ, hồi nãy giờ thì anh em cũng đã lắp đặt xong xuôi cả rồi. Thì bây giờ mình sẽ setup rồi, là một lát là mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử và đánh giá thử về cái chất âm của cái combo này được lắp đặt trong căn phòng này thì nó cho ra chất âm như thế nào. Một hai bốn bốn năm sáu bảy lặng lẽ từ cuối chiều đêm bao kỷ niệm mây giăng kín, bắt chân anh trên lối đi không thành. Những đêm kia mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa mắc yêu biệt ngoài sông xưa lắm khi vừa làm hồn tan những mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn đang thầm đợi chờ, nhớ đôi vai hoan em sợ trời mưa gió. Thì vừa rồi thì mình cũng đã có test một vài đoạn nhạc, thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Còn khi mình nghe thực tế ở đây thì mình có một cái cảm giác như là cái phòng này nó hơi bị vang một chút thôi mọi người. Nói chung là đối với mức độ gia đình thì như vậy thì mình chấm điểm là khoảng tầm được 6-7 điểm rồi, khá là ok rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi quá được, bởi vì là ở khu vực này cửa anh cũng được sử dụng bằng cửa gỗ và cũng có rèm, rồi là ghế sofa này kia thì nó có dội âm một chút là từ phần trần xuống và từ phía trong phòng bếp dội âm ra. Đó, cho nên là nghe sẽ có cảm giác như là hơi bị dội một xíu, nhưng mà đối với mức gia đình thì khá là ok. Thì không biết mọi người chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận như thế nào thì chúng ta có thể comment ở dưới mọi người ha. Thì clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người ha.